Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai chiếc máy, đó chính là Galaxy S22 Ultra và Google Pixel 7 Pro. Cả hai chiếc máy này thì nói chung là hiện tại nó đang có một mức giá phải gọi là hơi xem nhau một tí, trên nhau không nhiều các bạn à. Và hơn hết nữa thì đây là hai chiếc máy flagship đến từ hai thương hiệu mà rõ ràng là được rất nhiều bạn quan tâm, đúng không nào? Nên là mình cũng sẽ tiến hành speed test để xem rằng là hai con chip flop của năm nó sẽ cho ra một cái hiệu suất như thế nào. Rồi, trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình cả hai chiếc máy này để thực hiện video, bao gồm Google Pixel 7 Pro và Galaxy S22 Ultra. Mức giá của Clickbuy hiện tại đang là rất tốt các bạn nhé, thật sự luôn, rất là tốt. Đó, và với một cái chiếc máy Google Pixel 7 Pro thì nó sẽ là hàng máy mới 100% luôn. Đấy, chưa qua sử dụng gì cả, mức giá thì dao động tầm khoảng là hơn 20 triệu một tí. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần speed test luôn. Đầu tiên là mình sẽ show cho các bạn xem là về mặt đa nhiệm của cả hai chiếc máy này. Không có gì cả, và khởi động lại thôi. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là đa nhiệm nhá. Không có gì cả này. Rồi, đi vào phần speed test luôn. AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Ok. Điểm số hai con này nó cũng xem nhau đấy các bạn à. Về tổng điểm, còn GPU thì nó vẫn sẽ hơi cách biệt một tí. Rồi, CPU thì giống nhau này. Zen Racing 2. Như vậy là Galaxy S22 đã vào trước rồi các bạn nhé. Hello neighbor. Rồi, ok. Angry Bird 2. Tính ra mình thấy vừa rồi là cái sự chênh lệch giữa cả hai con chip Google Tensor G2 và Snapdragon 8 Gen 1 nó không khác biệt quá nhiều các bạn à. Chênh lệch rất là thấp luôn. Lần này thì chênh lệch rất là nhiều rồi. Tembrun 2. Vẫn là Snapdragon 8 Gen 1 thôi. Fruit Ninja 2. Gunstar 4. Rồi, ok. Injustice 2. Vẫn là Snapdragon 8 Gen 1 thôi. Mortal Kombat.
Ok, đấy, sự chênh lệch nó cũng thấp thấp lắm các bạn à. Alpha 8. Heist. Ok. Hungry Shark. Tiến hành test AnTuTu thôi. Mình sẽ cho một con chạy trước và một con chạy sau để tí đo nhiệt độ cho nó ok ấy mà. Ok. 44 độ à. Đấy, trời, chỉ có Snapdragon 8 Gen 1 mới làm được những điều như thế thôi. bốn mươi sáu độ, cho nhiệt độ phòng là 22 độ, khủng khiếp. 42. chơi tầm khoảng 42 thôi, không lên được nữa các bạn à. Đấy. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn, nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.